Thì hỏi anh có vợ chưa chi vậy? Hỏi đi. Hỏi cứ hỏi gì đâu, chuyện nói chuyện bình thường mà. Thủy định lấy chồng nữa hay sao? Thủy. Thì hôm bữa con đưa cậu 2 triệu, cậu nói là Thủy đòi lại là sao cậu? Thủy đòi lại để tiêu xài hả? Trời. Quậy. Mà Thủy, mà nếu bây giờ có người mà hỗ trợ em có nuôi con không? Rồi. Thôi rồi, cái bệt ghê vào. Thủy, anh hỏi nè. Em có đi về em. Về xí anh hỗ trợ em cái điện thoại đi. Xí có gì xí em xí hở, có gì mà để xí cho quá trình đi xí. Nói bình thường, đừng có nói vậy không có nghe được. Nói lớn lên, nói lớn lên. Để đi xem cái học nuôi con gì đó. À, có điện thoại để thi học nuôi con hả? Đúng không? Ý tưởng hay ha. Thủy đó, Thủy đứa này đứa thứ ba chứ nhiều thi học gì nữa. Không, mà anh hỏi thiệt Thủy nè, Thủy có ý định cho con không? Anh hỏi thiệt, trả lời thiệt đi. Rồi hai cậu kêu cho hai đứa em này uống luôn rồi cậu. Hai đứa em uống gì? Kêu uống gì? Cậu uống gì? Cậu có cậu đâu? À, để anh mở cho Thủy, để anh mở cho. Lấy em bầu quỳ rồi để anh tự mở được nè. Ủa gu em xì tin mà Thủy, giờ sao chuyển qua bầu hút rồi hả? Con bé Bi nói là hôm nào dắt chị Thủy bầu đi ăn với nó nữa kìa. Thủy. Sao vậy? Cái Wabi tài trợ đi hoài. Tại sao em biết anh qua Bi hoài? Anh mới nói thì đó. Thì anh nói bữa nào con bé Bi muốn gặp em để đi ăn nữa kìa. Dạ, chứ anh nói chứ anh. Nói chung là khi anh nói thì vậy nè, một khi Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em giai đoạn đầu rồi đó, em cố gắng nuôi con á, thì em có sửa đổi người ta sẽ giúp em cái giai đoạn tiếp theo để nuôi con em đến ăn học, để em ví dụ em kêu con em lớn thì sẽ con em ví dụ con em đến 1 tuổi nào thì em đi gửi để em đi làm được, lúc đó là em xin việc làm được, nuôi con em được. Nếu mà hiện bây giờ ví dụ em có ý định nuôi con cho con em á, thì Mạnh Thường Quân ta thấy là gì ta cũng không giúp. Anh nói thiệt luôn á Thủy, để em cho suy nghĩ em lựa chọn. Tại vì em bây giờ là như thế này nè Thủy, bây giờ thế này người ta đã giúp rồi, mà Thủy đẻ con ra khó khăn hơn nữa thì chắc chắn sẽ có người giúp Thủy nữa. Quan trọng Thủy nuôi con như thế nào hả, Thủy quyết định cho con Thủy hay không, đúng không cậu? Ủa vừa rồi em làm giấy chứng minh căn cước công dân rồi mà. Dạ thì có rồi cậu, thì có rồi, đi làm giấy khai sinh cho cháu dễ mà. Nếu đẻ ra thì làm dễ mà. Thì em vẫn tròn trong hộ khẩu của mẹ em mà, giờ đó tôi coi sợ. Thì có cái hộ khẩu nhập khẩu chuyện bình thường mà.
con ăn bánh pizza không? Đi mua cái bánh pizza về cho em. Thế là dạo có làm gì em nhận nó. Rồi giờ đi mua bánh pizza với anh nè, đi không? Khoác áo khoác vô đi mua bánh pizza thôi chứ. Đi ra đường chơi có gì đâu. Em hẹn ăn hẹn lần hẹn lựa thôi, hôm khác không có thời gian sợ chở em bánh pizza được. Không, cho mua là được rồi. Để cho anh ai có lọc xem nhỉ? Thì mua pizza em về em ăn. Thì anh muốn đưa em đi ra ngoài mua với anh thì anh chở đi mua giùm. Thôi con đi đâu hả? Sao vậy, sao vậy sợ? Đi đâu? Không đi. Tại anh đâu biết em ăn bánh pizza loại nào đâu. Đi qua Lotte quận 7 gần kìa. Lotte quận 7 nó có bánh pizza nóng luôn, vô trọng nóng kìa. Đi không, nói thiệt á, đi ra đường cho nó khoai khỏa. Nhớ gì em nhớ gì? Em bóp ra. À đi về xí ghé nhà chứ. Mua tụi kia với mua xí em gì. Mua xí ở xí ở cherry đi răng nhau. Thì bây giờ tỷ biết chỗ nào đi chở lên đó. Ác bại nghĩa là xe vào. À xe chứ thấy anh nói là xe nhìn đù là vào là đù lắm. Nhìn rồi nhưng mấy cái đảo sầu riêng thì dễ tìm rồi đó, còn cherry anh đâu biết chỗ nào bán đâu. Qua quận 7 mua điện thoại thì mới vô đây à? Cái điện thoại Thủy bị gì mà Thủy không xài được? Có đi ra thăm chị Thơ, nó mới gặp chị Thơ ngoài đường kìa. Bà nhắc em kìa. Này anh Minh mới gặp bà, quay bà nè. Thủy mới đi theo anh Minh mới mua chứ nhà anh đâu mua vô đâu. Thầy tin anh nói anh không mua, chừng nào anh nói anh mua thì anh mua. Bây giờ em đi giao được mua bánh pizza chầu riêng với anh đâu biết mua mấy trái đó đâu. Em lựa giống như hổm đó. Chứ lựa hàng dởm cái không ăn nữa. Đúng không? Phải biết lựa, biết ăn, biết lựa mới được chứ anh đâu biết mấy trái đó đâu. Anh đâu biết trái nào ngon dở đâu, mua chúng về trái dở không được nữa. Đi thấy mặc áo khoác vô đi thì chở đi em mua sầu riêng. Thầy hỏi thì sao? Thầy hỏi anh có vợ chưa chi vậy? Hỏi đi. Hỏi cứ hỏi gì đâu, chuyện nói chuyện bình thường mà. Thủy định lấy chồng nữa hay sao? Thủy em định lấy chồng nữa hả? Sao hỏi anh có vợ nữa chứ vậy? Có em bé chưa gì vậy? Định cho em bé anh hả? Cậu em cười kìa. Trời dạ không, chứ để cậu em cười nha. Trời
Thủy, rồi Thủy dẹp mấy giấy đó vô đi Thủy. Thôi anh đừng quay mấy giấy, quay một lần nghe là nha, chắc được quay đó. Mà anh hỏi nè, Thủy hỏi anh có vợ chưa vậy? Anh chưa có vợ. Rồi sao? Có vợ ơi. Dẹp tắt, nó mệt quá. Em cắt vô phòng cái đi. Thôi dạ. Rồi cắt, cắt vô phòng rọi đèn cho dễ dễ thấy, anh thấy cái phòng em cắt rồi. Nè, để anh vô coi phòng gọn gàng, chắc độ chuẩn bị đi lẻ như thế nào. Ôi trời ơi. Thấy cũng gọn rồi nha Thủy. Ủa rồi mấy cái đồ đi lẻ đâu anh thấy hết rồi. À trong đó hả? Rồi, buồn ngủ hả? Bài. Về đây. Không ăn bánh pizza đúng không? Chị có lòng rồi chứ hả? Chị nào mua chứ quà anh rồi. Sao Thủy cười? Thủy cười gì vậy? Bóp bóp ra giờ em trả nước thôi chứ. Nhờ em trả nước thôi chứ. Giờ đây. Đi ngủ lấy tiền cho cậu em tiền em trả nước nha. Đại luôn vào. Mà vào có lòng thì em có giận. Có tiền tính lên liền hả? Rồi lát Thủy nhà trả nước giùm anh nha. Còn nhiều rồi giờ Thủy gửi Thủy ăn bánh pizza đó Thủy thấy đặt đây. Thôi vậy anh về nha Thủy. Thủy không đi thì còn Thủy đi ra ngoài anh chở mua thôi chứ giờ anh chở không có Thủy sao anh đi ra ngoài anh buồn đâu có đi đâu. Thì sao giờ đừng hỏi nữa, sao giờ biết là chú ta rồi, qua rồi, chứ đừng hỏi nữa. Không thì Thủy muốn ăn gì rồi ăn, đó. Quê nha, xíu, thì... Hả? Đây, cái kẹo ngoài rồi, cậu không? Em mà sợ ai kẹo nữa. Thôi, về, cậu ơi, tối rồi, dạ. Chào cậu ha. Thì có gì mà khi mà Thủy mà đẻ gì vậy cậu trên bệnh viện thì cậu cho con biết nhé. Dạ. Tại vì hiện tại bây giờ là người ta không có cho tiền Thủy nữa. Còn con không có kinh phí thêm. Chỉ hỗ trợ để tiền đẻ thôi. Cũng ít thôi chứ không có nhiều. Dạ. Thì thôi nha cậu. Dạ, chào cậu. Dạ. Thì hôm nay là mấy cái kinh anh báo yêu thương rồi với mấy kinh kia có quay Thủy thường xuyên không cậu? Lâu lâu. À, lâu lâu cũng lâu lâu mới tới hả? Giờ cái chị mà xin trò đòi xin son Thủy đó có đội rồi nói chuyện gì cậu không? Bữa giờ không gặp mà. Là giờ không gặp là chỉ là gặp qua điện thoại thôi chứ đâu gặp mặt trực tiếp hả? Thì bữa nào mời xuống nhà, cậu mời xuống nhà nói chuyện rồi sao hay thế nào? Chứ giờ trường hợp mà Thủy trường hợp mà Thủy có ý định cho con thì cậu xin cậu theo thì cậu có buồn không? Dạ thì cũng biết là như vậy nhưng con muốn biết là cậu khi mà Thủy quyết định như thế này cậu nghe chưa thế nào? Thì nói chung là con thì không thương mà cái đấy là khả năng của cậu. Dạ. Phải chịu. Dạ. Thì hôm bữa con đưa cậu 2 triệu cậu nói là Thủy đòi lại là sao cậu? Thủy đòi lại để tiêu xài hả? Trời. Con thấy hôm nay mà miếu mạnh thường quân có giúp đỡ cũng nhiều lắm nha. Cái kênh anh Thiết Trần bạn coi cũng 2 triệu nè. Mấy kênh khác cũng gom giúp cậu đưa cho Thủy cũng khoảng chục triệu ngoài á. Thì con mấy kênh kia đăng lên con biết mà. Ít con coi không coi nội dung nhưng giúp bao nhiêu số tiền con biết hết á. Dạ, mà cậu không khuyên Thủy à, cậu phải ca. Dù theo mình là người lớn mình nói Thủy cũng phải nghe lời chút chứ cậu. Có nói với càng tiền lúc là để dành tiền. Dạ tại vì đúng rồi, tại vì mình tính lâu dài chứ không phải tính ngàn bữa cậu. Cái đó là chia sẻ thẳng thắn thiệt chứ không có gì là ấy.
tiền đâu phải lúc nào cũng dễ kiếm đâu, mà Mạnh Thường Quân lúc nào họ cũng giúp đâu, mình phải có cái căn bản mình tiêu xài lâu dài. Mà Thủy đồ như vậy thì chị thì cậu chỉ phát cái tiền căn bản thôi chứ đừng đưa thêm Thủy. Thì đưa tiền căn bản thôi, từ đây hết tới là không có đưa tiền mà. Tại vì tại vì Thủy mới về cậu cũng đâu bao lâu đâu, cũng khoảng tầm nửa tháng nay đúng không? Nửa tháng mà tính là Thủy xài hơi bị nhiều quá chứ. Thủy. Thủy ngủ rồi hả? Giờ đưa tiền xài căn bản. Dạ đúng rồi. Ví dụ cậu phát ngày 100 xài hết rồi thôi, thí dụ giống như vậy đừng cho thêm nữa. Tại Thủy bây giờ cũng nhìn cũng biết mà. Nhiều khi nói ra thì ấy chứ Thủy không biết. Sĩ xài quan phí quá. Tại vì cậu nói là đưa 2 triệu mà hôm nay là có nửa tháng mà lúc đó là Thủy còn tiền, nó dưới bữa đó còn cho Thủy 500 nữa mà. Tại ăn uống là đã có cậu lo rồi mà. Khi nào mà không có cơm hết cơm á rồi nấu cơm á. Có gạo. Thì hôm nay là ăn uống thì sao cậu, là như thế nào? Thủy sức ăn của Thủy ngày tốn khoảng bao nhiêu tiền là như thế nào? Đó thì không đến. Ý là tính là cử cơm ngày cũng bình quân 2 cử thì cũng tầm gia đình nấu thì cũng tầm 25 ngàn đúng không? 2 cử cũng khoảng 50-60 ngàn đúng không? Mà có khi Thủy ăn trong ngoài. Ăn trong ngoài nữa hả? Tại vì nếu gia đình nấu số nhiều, nấu đông thì sẽ giảm chi phí lại. Nhiều khi không ai nấu á. À, không ai nấu thì cũng đi ăn ngoài. Không ai nấu rồi Thủy đi ăn ngoài. Hôm nay là Thủy có ăn cơm nhà không cậu? Có ăn cơm nhà, lúc ăn lúc không mà. Thủy có kén ăn không cậu? Là nhiều không. Lúc ăn lúc không thì nếu mà một người thí dụ như con hay cậu 2 triệu xài nửa tháng là chuyện vô tư mà đúng không? Mình Thủy giờ cũng đâu có mua gì thêm đâu ta. Và hiện bây giờ là hàng ngày cậu có đưa Thủy tiền nữa không? Cũng như mấy bữa đưa vài trăm. Mấy bữa đi vài trăm hả? Thì hiện bây giờ là vừa rồi mấy kinh kia là có gửi tiền cho Thủy ăn uống nấu cơm cậu không? Mà chỉ là gửi tiền để mà hiện nay vừa rồi chắc cháu xài quỹ đó mà đúng không cậu? Còn 3,5 triệu mà đúng không? Còn 3,5 triệu. Đúng 3,5 triệu. Còn 3 tuần nữa. 3 tuần nữa. Thôi bây giờ là tạm thời cậu cứ giữ 3,5 triệu đó đi, hẹn cậu gửi cho cậu 500 nghìn. Khi mà Thủy có tiêu xài thì cậu đưa nhánh lại. Thủy hàng tuần con đến thăm một lần thì con sẽ hỗ trợ cái tiền này. Còn cái tiền sinh đẻ thì hiện bây giờ cái quỹ con không còn nhiều nữa. Khi mà giúp hết thì con cũng không có khả năng giúp nữa. Quan trọng là Thủy thay đổi như thế nào để Mạnh Thường Quân Tây Thương họ sẽ giúp lại thôi. Chứ con bây giờ con chỉ quay clip, con để hỗ trợ cho cậu với em Thủy đưa lên cho bà con cô bác ta thương tình để giúp đỡ thôi. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ Thủy. Dạ. Thì cái dạ. Tiền này thì có cái quỹ của chị Thí vừa rồi chị đưa cho con á. Mà bây giờ con đang xài cho cái quỹ của chị đó. Khi mà hết tiền cậu chị đó thì con cũng không có khả năng giúp đỡ nữa. Thì hôm nay là con quay clip đường điền trải đến bà con cô bác và xem thôi. Quan trọng là Thủy có thay đổi hay không á cậu.